Tô Đại có chấp nhận để Bắc Kinh giải vây cho Hệ Vương hay không? Theo giới quan sát, trong và sau chuyến thăm Bắc Kinh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ Công an của Tô Lâm đã cương quyết mở rộng các vụ án liên quan đến phe Nghệ An với phương châm bắt nữa, bắt mãi, để ép Huệ Vương phải ra đi. Tuy nhiên, theo giới thạo tin, ông Huệ và phe Nghệ An không chịu thúc thủ nhanh chóng như đồn đoán, mà đang tìm cách câu giờ, chờ ban lãnh đạo Trung Nam Hải can thiệp. Cụ thể, theo giới thạo tin, Huệ Vương đã giả bệnh cấp cứu ở Bệnh viện Quân đội Trung ương 108, với hy vọng Bắc Kinh sẽ gây áp lực để ép ban lãnh đạo Hà Nội và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phải thay đổi quan điểm đối với việc xử lý ông Vương Đình Huệ. Đài Tiếng Nói Việt Nam loan tin về việc đón tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc sang Việt Nam. Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV vào ngày 19 tháng 4 đã loan tin Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc. Bản tin cho biết chiều ngày 19 tháng 4, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã hội đàm với bà Hạ Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc. Trong khi đó, cùng ngày, báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam đăng trang trọng trên trang nhất bản tin. Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh. Bản tin cho biết ông Phan Đình Trạc hoan nghênh chuyến thăm của đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Trung Quốc đến Việt Nam với mục tiêu kịp thời cụ thể hóa nhận thức chung giữa hai tổng bí thư của hai đảng trong tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra vào năm 2022 và năm 2023. Đáng chú ý, trên mạng xã hội có những bình luận cho rằng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh đến Việt Nam được Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đón. Nhưng tin tức về việc Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long đón tiếp và làm việc với người đồng cấp được truyền thông nhà nước đưa tin hết sức mờ nhạt. Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc. Trên trang mạng xã hội và các diễn đàn chính trị của người Việt Nam, theo dõi giới quan sát đang bàn tán về sự xáo trộn tại chính trường của Việt Nam trong thời gian gần đây, với nhiều dấu hiệu cho thấy sự rối ren và bất ổn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào và mức độ khủng hoảng đang ngày càng thêm trầm trọng. Sau khi ông Võ Văn Thưởng bất ngờ bị hạ bệ, đã rộ lên những đồn đoán cho rằng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ là trụ thứ hai, sẽ bị trảm tiếp. Đó cũng là lý do công luận cho rằng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh đến Việt Nam lần này là với sứ mệnh dàn xếp hòa giải hay làm sứ mạng gì đó vẫn chưa rõ. Đó cũng là lý do vì sao trước chuyến thăm chính thức Trung Quốc dài ngày của Vương Đình Huệ vừa qua, nhiều ý kiến khẳng định rằng Huệ Vương chầu kiến Thiên Triều, Bắc Kinh để mà nhờ sự can thiệp từ phương Bắc. Chuyến đi này của ông Huệ tương tự chuyến thăm Bắc Kinh trước Đại hội 12 của cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng từ ngày 23 đến 27 tháng 12 năm 2015, đã đảo lộn toàn bộ tình thế của cuộc đấu quyền lực một mất một còn giữa hai đối thủ chính trị hàng đầu là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc Trung Nam Hải cử một nữ Bộ trưởng Bộ Tư pháp sang thăm Việt Nam trong thời điểm căng thẳng hiện nay rõ ràng cho thấy quyết tâm ủng hộ Vương Đình Huệ ngồi vào ghế Tổng Bí thư khi tranh đua với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại thời điểm này chỉ là 50 trên 50. Ban lãnh đạo Trung Quốc chưa dứt khoát bỏ phiếu chọn ai hay chọn phe nào. Những điều vừa kể trên chứng minh rằng Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay luôn chịu sự chi phối trực tiếp từ Bắc Kinh trong các vấn đề về nhân sự cấp cao. Nhân sự kế nhiệm chiếc ghế Tổng Bí thư trong Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14 tới đây, chắc chắn ban lãnh đạo Trung Quốc đóng vai trò quyết định không hề nhỏ. Câu hỏi đặt ra là ban lãnh đạo Trung Quốc có giải vây được cho Vương Đình Huệ hay không? Từ lâu, Bắc Kinh đã chuẩn bị một kế hoạch thay thế Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng một nhân vật thân Trung Quốc hơn, thậm chí có bàn tay sát máu hơn trong việc duy trì chế độ công an trị độc đoán của nhà nước Việt Nam là điều có thật. Cũng xin nhắc lại, trước đây chưa lâu đã có tin tức dò dỉ cho biết Tập Cận Bình và ban lãnh đạo Trung Nam Hải đã có kế hoạch đưa Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lên để kế nhiệm chức Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội Đảng lần thứ 14 sẽ diễn ra sắp tới. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến vẫn khẳng định sau chuyến đi cầu viện Thiên Triều của Vương Đình Huệ, có khả năng Trung Nam Hải sẽ từ bỏ ý định giúp Tô Lâm trở thành
Tổng Bí Thư. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Tô Lâm có chấp nhận để Bắc Kinh giải vây cho Vương Đình Huệ hay không? Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Tô Đại, thủ chính, kẻ tung người hứng, quyết đưa Huệ Vương vào lò. Sự chính xác gần như tuyệt đối của các tin đồn liên quan đến cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mất chức do liên quan đến việc nhận hối lộ tới 64 tỷ đồng từ tập đoàn Phúc Sơn của Hậu Pháo dường như đã kích thích công luận quan tâm đến sự việc sắp diễn ra tại một tứ trụ của Việt Nam, chuẩn bị cũng mất chức. Dư luận xã hội cho rằng hết Hậu Pháo của Phúc Sơn nay lại đến Hưng của Thuận An, nhưng cái sân sau của Nguyễn Duy Hưng, tập đoàn Thuận An, lớn nhanh như phù đồng, có vẻ còn đỉnh đám và uy lực hơn vụ Võ Văn Thưởng mất chức. Đa số ý kiến cho rằng Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ có lẽ là một siêu củi, là điều khó có thể tránh khỏi. Bộ Công an tập trung lực lượng mở rộng điều tra vụ án tập đoàn Thuận An. Cổng thông tin chính phủ vào ngày 19 tháng 4 năm 2024 đã đưa tin với tiêu đề tập trung lực lượng mở rộng điều tra vụ án tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức cá nhân liên quan. Bản tin cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra để làm rõ hành vi vi phạm của các bị can sai phạm tại tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát. Theo đó, liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Thuận An, đến thời điểm hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can, trong đó có 3 bị can là chủ tịch, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc tập đoàn Thuận An, cùng 3 bị can là lãnh đạo, cán bộ quản lý, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Giang. Đồng thời, các địa phương cũng đang khẩn trương tiến hành và rà soát kiểm tra các dự án gói thầu có liên quan đến tập đoàn Thuận An theo yêu cầu của Bộ Công an. Theo giới quan sát, bản tin vừa kể cách giật thít khác thường cổng thông tin điện tử với các thông tin to nhỏ khác nhau đã cho thấy một sự phối hợp nhịp nhàng giữa cơ quan trong chính phủ, hay nói một cách đúng hơn, nó thể hiện sự phối hợp ăn ý giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong bối cảnh cuộc chiến cung đình đang diễn ra quyết liệt. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong một sự kiện gần đây. Ngay lập tức yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được các địa phương đồng tình và ủng hộ. Theo tờ báo Tuổi Trẻ đưa tin, Thuận An ngưng thi công 2 gói thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh, ban hạ tầng do tối hậu thư. Theo đó, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi công văn yêu cầu tập đoàn Thuận An phản hồi khả năng tiếp tục thực hiện hợp đồng tại các gói thầu XE05, XE06 thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương, bến cát, rạch nước lên. Theo chủ đầu tư và báo cáo của cơ quan tư vấn giám sát thì hiện nay, qua kiểm tra công trường gói thầu XE05, gói thầu XE06, tập đoàn Thuận An đã ngưng thi công. Các nhân sự ban chỉ huy công trường cũng như nhân công không có trên công trường này. Điều đó có nghĩa là tập đoàn Thuận An, sân sau của phe Nghệ An thì các đầu não bị bắt vào chính thức giã đám, chờ ngày bàn giao cho chủ mới là một nhóm lợi ích khác. Theo giới quan sát, việc cựu chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã bị Bộ trưởng Tô Lâm âm thầm bất ngờ hạ bệ nhanh chóng, chỉ trong vòng có 17 ngày vì đã nhận hối lộ từ tập đoàn Phúc Sơn 64 tỷ đồng. Để thấy chiêu thức đánh án của Bộ trưởng Tô Lâm đối với các phe Nghệ Tĩnh và ông trùm Vương Đình Huệ mang tính tổng lực để giải quyết Huệ Vương nhanh chóng hơn. Đó là lý do khiến cho Huệ Vương phải sớm thúc thủ và chủ động viết đơn xin từ chức. Đó là chưa kể các thông tin mới nhất và nguồn của Thời báo .d từ Việt Nam tiết lộ cho hay, Thường trực Ban Bí thư kiêm Trưởng ban Tổ chức Trung ương, bà Trương Thị Mai đã đề nghị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải xử lý kỷ luật nghiêm đối với ông Vương Đình Huệ. Theo đó, quan điểm của bà Trương Thị Mai khẳng định phải xử nghiêm ông Vương Đình Huệ vì công bằng với mọi người, trong đó có ông Võ Văn Thưởng. Ban lãnh đạo Bắc Kinh có giải vây được cho Vương Đình Huệ hay không là câu hỏi đang được đặt ra.
Trong khi đó, theo giới thạo tin, ông Huệ đã giả bệnh cấp cứu ở Bệnh viện Quân đội Trung ương 108 mới đây, với hy vọng ban lãnh đạo Bắc Kinh sẽ dùng quyền lực để ép ban lãnh đạo Hà Nội và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phải thay đổi quan điểm, xử lý đối với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Nhưng trái lại, ông Tô Lâm cương quyết mở rộng các vụ án với phương châm bắt, bắt nữa, bắt mãi, để mà ép Huệ Vương ra đi trong tủi nhục và đau đớn. Cũng xin nhắc lại, phe chính trị Nghệ An của ông trùm Vương Đình Huệ từ lâu đã ỷ thế Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để làm càn, tham ô, tham nhũng và lợi ích nhóm như trốn không người. Đó là lý do vì sao trong hai cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trong nội bộ Bộ Chính trị, dù phe Nghệ Tĩnh chiếm đa số đông trong tổ chức này, nhưng Huệ Vương không vượt mốc ủng hộ 70%. Đây là cơ hội cho Bộ trưởng Bộ Tô Lâm của Tô Lâm ra tay tiễu trừ tay chân của ông Tổng Bí thư để mà thu hồi quyền bính và lập lại trật tự trong đảng. Điều đó sẽ đáp ứng được mong mỏi của công luận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô Đại, Thủ Chính, hai kẻ tung người hứng, đưa Huệ Vương vào lò. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.